Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tờ Amarintv.com Thái Lan có bài viết, người dân ở Việt Nam sẽ giàu nhất thế giới trong 10 năm tới, tài sản sẽ tăng 125% từ vị trí trung tâm sản xuất. Các nghiên cứu cho thấy người Việt Nam sẽ có tài sản và của cải tăng mạnh nhất trong 10 năm tới khi nhiều công ty lớn trên thế giới hiện đầu tư vào Việt Nam để đặt cơ sở sản xuất. Điều này khiến Việt Nam có tiềm năng lớn để trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu sản phẩm ra thế giới. Điều này sẽ giúp tăng cường hoạt động kinh tế và thu nhập cho người dân trong nước. Nghiên cứu được thực hiện bởi New World Wealth và Henley và Partners, một công ty nghiên cứu và thống kê tài sản và tư vấn định cư đầu tư, đã thu thập số liệu thống kê, phân tích dữ liệu và dự đoán xu hướng giàu nghèo của người dân ở mỗi quốc gia trên thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam là đất nước mà người dân sẽ giàu có cả về tốc độ tăng trưởng GDP và số lượng tỷ phú trong nước, chứng kiến sự gia tăng tài sản lớn nhất trong 10 năm tới, với mức độ giàu có tăng 125%, trong khi Ấn Độ đứng ở vị trí thứ hai với mức tăng trưởng 110%. Nguồn đầu tư nước ngoài phát triển từ một trung tâm sản xuất và xuất khẩu. Ngày nay, Việt Nam đã trở thành cơ sở sản xuất cho nhiều nước. Các công ty lớn trên thế giới, cho dù đó là ngành công nghệ, ô tô, điện tử và quần áo dệt may, được ưa chuộng để thành lập cơ sở sản xuất. Với lợi thế về lao động đều tài năng, có trình độ học vấn cao và có số tiền lớn, điều này làm cho nó có thể sản xuất các sản phẩm với chi phí rẻ hơn, và cơ sở hạ tầng tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và nguyên liệu thô trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Việt Nam cũng có vị trí địa lý chiến lược, vì có biên giới với Trung Quốc và có một lối thoát cho các tuyến vận tải biển, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công ty, đặc biệt là các công ty Trung Quốc, muốn tránh ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại với Mỹ, chọn chuyển cơ sở sản xuất về Việt Nam và đã trở thành điểm đến quan trọng cho đầu tư của các công ty nước ngoài. Năm 2023, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI của Việt Nam đạt 33,6 tỷ USD, tăng 32% so với năm trước. Ngành nhận được nhiều vốn đầu tư nhất là lĩnh vực sản xuất, đã nhận được tổng cộng 23,5 tỷ USD, tương đương 64,2% tổng vốn đầu tư. Quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam là Singapore với 6,9 tỷ USD, chiếm 18,6% tổng vốn FDI. Đầu tư nước ngoài và khu vực sản xuất và xuất khẩu ngày càng phát triển. Điều này đã khiến nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng từ năm 2012 đến năm 2022. GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng 90%, từ 21902 USD bình quân đầu người lên 41635 USD bình quân đầu người. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế làm tăng số lượng triệu phú và dân số giàu có của Việt Nam tiếp tục tăng nhanh. Bởi hiện tại Việt Nam có 19.400 triệu phú với tài sản trên 1 triệu USD và 58 triệu phú với tài sản trên 100 triệu USD. Nguy cơ trở thành nguồn lao động giá rẻ đẩy nhanh, nâng cao chất lượng lao động, tạo ra sản phẩm có giá trị cao. Mặc dù vẫn còn tiềm năng tăng trưởng cao, Việt Nam có nguy cơ trở thành nguồn lao động giá rẻ và bị ảnh hưởng bởi xu hướng nhu cầu sản phẩm giảm trong tương lai trong thời kỳ kinh tế trì trệ. Vì vậy, Việt Nam phải đẩy mạnh đa dạng hóa doanh nghiệp trong nền kinh tế, đẩy nhanh hình thành các ngành có giá trị cao như công nghệ, trong đó có phát triển lực lượng lao động có kiến thức và năng lực. Từ các báo cáo trước đây, Việt Nam có lợi thế hơn các nước ASEAN khác về mặt này, vì có lượng lớn sinh viên tốt nghiệp công nghệ từ các trường đại học hàng đầu nước ngoài, có thể trở lại là một lực lượng quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Việt Nam cũng cần khẩn trương thu hút các khoản đầu tư khác, ngoài việc đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu hoặc phát triển các sản phẩm có giá trị cao trong nước, có thể dẫn tới sự hợp tác kiến thức và kinh nghiệm có thể được trao đổi giữa những người lao động cấp cao từ nước ngoài và Việt Nam. Bài báo tới đây là kết thúc rồi. Có gì thắc mắc các bạn vui lòng để dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.